sẽ tiếp tục bài học về nếp cong kín. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết nếp cong kín. Ok, giờ mình sẽ cùng các bạn viết nhé. Viết nếp cong kín thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Nó giống như là chữ O vậy đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt bút ở ô ly thứ tư từ bên phải, kéo vòng lên thành một hình tròn và quay lại điểm ban đầu. Nét cong kín của chúng ta thì ở đây có 4 ô ly nha. Bắt đầu từ ô ly thứ tư, kéo vòng lên, vòng xuống và quay trở lại điểm ban đầu. Chúng ta sẽ cố lên tập nhé. Mình đã viết xong dòng đầu tiên nét cong kín. Giờ chúng ta sẽ cùng viết dòng thứ hai. Chúng ta vẫn sẽ đặt bút ở ô ly thứ tư, kéo vòng lên, vòng xuống ô ly thứ nhất và vòng lên, quay trở lại điểm ban đầu. Chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm một dòng vòng cong kín nữa nha.